Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái đẩy thủ nhôm cho những anh em mà lên những cái vành như là lốp to 180 hoặc là những cái loại lốp mà rất là to, khi mà lốp và nhôm nó sẽ được đẩy sang bên phải và bên trái, đẩy to ra cho những cái dòng xe như Winner X và Exciter. Thì trên tay mình đang cầm đây là một cái sản phẩm, đó là cái đẩy của nhôm ra, nhôm trước ra tầm 3 phân anh em nhé. Đây, từ cái khoảng cách zin đây lên cái tổng mức độ là tầm khoảng 3 phân. Thì đây, cái bộ 3 phân này dành cho những cái dàn chân phân khối lớn to, rất là khủng luôn. Thì đây là những cái dàn chân ví dụ như vành 5.0 này. Đấy, thì cái nhôm xích sẽ được đẩy sang bên tay phải, tại vì cái lốp này rất là to. Nếu mà ở cái hãng cũ này thì nó rất là bé, nếu mà lắp như thế thì nó sẽ chặn lốp. Cái đường thẳng của xích nó sẽ song song như thế này nhé. Nếu mà không có cái đẩy nhông này thì nó sẽ bị thành một đường chéo, ví dụ như nó chéo như thế này, nhông nó sẽ rất hay bị tuột xích và nó sẽ bị đứt bất cứ lúc nào. Xích nó sẽ nhảy khỏi cái nhông bất cứ lúc nào và đi nó sẽ kêu dọc, nó rất hại máy, nó rất nhanh hỏng cái trục nhông này nhá anh em nhá. Thì bên mình sản xuất ra hai cái loại này, là một cái loại là 2 phân và một cái loại là 3 phân. Thì để mục đích là để cho những cái loại gắp vào những cái loại vành phù hợp như ở trên đây. Đây là cái phía phần nhông con đã được đẩy ra từ phía trong này ra đến ngoài này là tầm 3 phân anh em nhá. Thì cái bộ đẩy cao lớn nhất này là cho gấp bây giờ 6 và những cái dàn chân mà phân khối lớn và lắp sang những cái loại phân khối nhỏ như thế này. Đấy, thì nhông nó sẽ được đẩy ra ngoài và cái phần này nó rất là chắc chắn và nó không bị không có độ sơ như zin luôn anh em nhé. Đấy, và nó được bắt cố định trên cái trục ở đây, khi mà siết trục vào thì sẽ cứng ở đây. Đấy, và cái này nó sẽ song song với cái mặt gấp. Khi mà anh em tự tay rút cái này ra là không rút được đâu nhá, tại vì cái này rất là khít. Nếu mà anh em muốn tháo cái này ra thì anh em phải cho ốc vào đây này. Đấy, bạn muốn ốc vào đây và tại vì cái này mình CLC rất là khít và chuẩn anh em nhé. Đó, mình CLC sẵn này, ở trong này nó có G để đỡ vòng bi và đầu này nó sẽ có một cái vấu để mà khi mà bắt vào gắp này, thì nó sẽ không bị cọ vào cái gắp anh em. Đây là cái vòng bi này, bên ngoài này. Nhưng mà đóng dùng máy ép cái này vào đây thì nó sẽ khít vào đây. Đã. Như thế. Cái này bên mình có hai sản phẩm. Đây là của X-Size, nó sẽ dài hơn nhé anh em nhé. X-Size nó sẽ dài hơn khoảng tầm đấy, nó dài hơn như thế này, sẽ dài hơn một chút. Của Winder thì sẽ ngắn. Hai xe khác nhau anh em ạ. Với cái kiểu dáng lắp ráp thì nó cũng giống nhau này. Bi lắp vào đây, bạn con ốc vào đây. Đây là cái đẩy ra hai phân anh em nhé. Thì cách lắp ráp thì nó chỉ cần lắp cái gắp vào và căn làm sao cho cái góc nó song song với cái nhôm con thì để cho nó vẽ ra vẽ vào anh em nhé. Đấy, đây là nó thích thịt luôn anh em, thích thịt luôn. Cái xích nó sẽ song song với cái góc. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em cách lắp cái đẩy nhôm con ra ngoài để cho cái hướng xích nó song song để cho thành một cái đường thẳng, nó không bị cọ vào lốp rồi không bị tuột xích và đi cái độ bền nó sẽ cao hơn so với những cái nhôm mà không được được đẩy ra ngoài anh em nhé. Khi mà lắp gắp phân khối lớn mà tất cả cái nhôm này được phải đẩy ra từ 2 phân cho đến 3 phân thì tùy theo cái gắp mà anh em độ nhé anh em nhé. Thì bên mình có sẵn những cái sản phẩm độ như là của X-Size và Winder có sẵn. Thì mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ với Sơn Cave theo số điện thoại là 0376 424 838, bên marketing bán hàng anh em nhé. Anh em cứ liên hệ với Sơn để mà tư vấn cái sản phẩm mà đẩy nhôm. Còn về kỹ thuật thì anh em cứ liên hệ với mình theo số điện thoại là 0966 628 826. Thì mình sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm độ xe rồi những cái kinh nghiệm mà
độ bánh béo cho có con X-Size và con Winder nhé anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.